mà làm gì mà buồn vậy tay bon? Má buồn quá mẹ ơi. Cái gì nói anh em nghe coi. Có gì đâu má, chán quá. Mà anh em không à, tao hỏi mày cứ nói đi, chạy lên muốn tao đang nảy mày sao? Má ngại lắm mẹ ơi. Nói đi. Thôi ép dạ. Hoài nói đi. Cái gì đâu. Nói đừng cười nha. Đừng cười. Đâu má, cái số là gì nè? Sao má đẹp trai quá buồn. Woo, anh là hot boy. Yo T-Bon Gaylor. Yeah, cuộc đời của hai hot boy nè. Nghe đây. Yo. Cứ kéo ra mà xem cái anh chàng nóng hổi kìa. Cái số đẹp trai đi đâu gái cũng về bước đường khỏi về. Đào hoa thì trai ai, đẹp trai thì trai ai. Đi bỏ sao mà đẹp trai vô đối thủ luôn mày ơi. Bước chân gà đường đang nắng gắt phải đổ dần. Mấy em xin tôi làm quen la liếm biến khỏi cần. Lỗi phần cũng do ông trời thiệt là ác quá. Cầu chi đẹp trai tới nó cũng bị quay tứ phía bởi các má. Đẹp chi gặp cố là biết bếp hàm cũng chào thua. Muốn được chim nữa cửa hàng bán vé cứ vào mua. Anh ga lăng anh bảnh trai được thêm cái là hát. Hai anh dễ thương anh có tài nhưng xét cái không hề nhét tay. Cái đẹp là cái khổ lắm vì thức quay xung quanh. Đẹp hơn Mona Lisa đang ngồi ở trong khung tranh. Khoe như đủ gọi và tới đây thì cũng phải chốt thôi. Tóm gọn một chữ anh đẹp trai bởi anh đây là hot boy. Chơi tại sao sinh ra mình đẹp quá. Đi đâu là gái đến đó xin số điện thoại làm quen. Thôi dẹp má. Nhìn sắc đâu phải chùa. Nếu muốn nhìn thì đưa tiền. Nói thiệt chứ không phải đồ cỡ như hoa hậu. Anh còn chưa ghiền phiền lắm rồi đó. Muốn yêu anh không có dễ đâu. Không phải đâu. Nếu không ăn axit thì cũng sẽ bể đầu. Chùi nước giải đi thì má ơi má. Em hãy đi lùi bước lại. Ôi trời ơi á ghê quá. Sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành người lúc thượng đời vô. Đó chỉ muốn được sống yên lành. Chắc ông trời khổ nổi. Sinh ra anh vừa đẹp trai vừa hát hay vừa có tài. Khổ cái không ấm gái nhưng không phải ái hơi khó xài. Anh coi trọng chữ tình nhưng có chữ làm đi. Chứ đừng có mơ mộng bóng hình để rồi hay hàng mì ướt. Ok em sẽ đợi thì cũng là tốt thôi. Sự thật không thể thay đổi vì anh chính là hot boy. Anh đẹp trai là vô phải ta mọi người ngờ anh là hot boy. Anh không thấy anh không không quý nhưng không không làm được khó coi. Nhìn vừa lên bên cầu bên này anh chỉ cần yêu đó thôi. Giống như khi để anh đặt theo dấu vân của một thằng hot boy. Anh đẹp trai là vô phải ta mọi người ngờ anh là hot boy. Anh không thấy anh không không quý nhưng không không làm được khó coi. Nhìn vừa lên bên cầu bên này anh chỉ cần yêu đó thôi. Giống như khi để anh đặt theo dấu vân của một thằng hot boy. Biết làm sao số phận nó đã cứ đẩy mình đường không thể bên nhau chấp nhận thôi thì em hãy nhìn mưa. Nhiều khi chắc cuộc đời sao lại không thỏa đáng. Có lúc đi chung với Viren anh lại là người tỏa sáng. Không phải chảnh anh thứ hai, không có ai dám thứ nhất. Cũng không phải bảnh anh đẹp trai nên em cũng đừng có phí sức. Vì vậy sao lại nhìn anh thêm một cách đắm say. Kỳ vậy chưa cho phép sao em lại dám nắm tay. Ê ê làm gì đó buông tay ra coi. La liếm chứ sắc đẹp nhưng muốn quen anh còn xa xôi. Mắt lừ đừng nhắm từ từ miệng lắp bóp ra từ chữ. Nhìn cười chờ rồi từ từ lấy hình anh ra mà tự xử. Anh luôn có tình yêu với mấy em chịu dọc phá. Biết thì đừng chọc nhá vì anh mong còn trong ngọc đá. Và anh đến từ tk chỉ cần biết điều đó thôi. Cứ ép nít mà quen nhưng không tiếp mấy em chó con.